Sáng nay ngày 21 tháng 7, Quận ủy Sơn Trà tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và nghị quyết đại hội đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 6, mặc dù gặp nhiều khó khăn, đảng bộ và nhân dân quận Sơn Trà đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng được đẩy mạnh, hiệu lực quản lý điều hành các chính quyền có chuyển biến rõ nét, việc phân cấp ủy quyền cho cơ sở được đẩy mạnh, đảm bảo vận hành tốt theo mô hình chính quyền đô thị. Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp, cải cách hành chính được quan tâm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng và dần phục hồi. Dịch vụ du lịch có những khởi sắc sau đại dịch. Công tác quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường có chuyển biến tích cực hơn, nhất là trong việc phối hợp lập quy hoạch, cải tạo kiến trúc không gian đô thị và triển khai các dự án hạ tầng đô thị quận theo hướng đồng bộ hiện đại. Hoạt động văn hóa xã hội được duy trì tốt, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Tuy nhiên, đến cuối năm 2023, dự ước mới có 5 trên 12 chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết đại hội 6, bảo đảm đạt tiến độ kế hoạch. Đây sẽ là vấn đề được hội nghị quan tâm, cho ý kiến, giải pháp để hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.